dạy mà nó không học. Cô dạy nó cũng ngồi nó chơi điện tử, cô dạy nó ngồi nó vẽ rồi trốn giờ. Bố nó dạy nó biết rồi nó nhậu. Thế nó lêu lổng. Thế này, nó sẽ có ai thấy là có cái nhóm mà nó dạy mà nó không học. Vâng, hôm nay Dr. Cương lên sóng nói về chủ đề dạy con như thế nào và con học ra làm sao mà nhiều gia đình bị thất bại trong việc dạy con. Trước khi mà tôi chuẩn bị lên sóng thì tôi có gọi về quê hương một người em của tôi, con nhà dì tôi, nói rằng cái hôm mà anh phát sóng chương trình thời buổi hay thời đại em đang xem hay quá, thì cặp vợ chồng ông hàng xóm sang nhờ em đi giải cứu vì con trai của ông bà đi vay lãi ngày 160 triệu đấy. Các bạn thấy không, con thế mới là con đấy. Sinh ra vùng nông thôn nghèo nó đi vay lãi ngày 160 triệu. 160 triệu thì cũng không có gì lớn lắm, nhưng mà vấn đề là cái 160 triệu mà mỗi ngày nó đẻ ra lãi ấy, mà nếu mà không phát hiện ra thì sẽ mất nhà lúc nào thôi. Tất cả những người đang xem tôi này không bao giờ muốn con cháu mình lớn lên sẽ như vậy, nhưng thực ra thì bây giờ có quá nhiều cái nghiệp chướng con cái như vậy. Họ là những cha mẹ không thành công trong việc dạy con, hay là con họ thuộc cái loại không dạy được đó. Thì nó có một cái trăn trở đó. Xuất phát từ cái đó thì tối hôm nay tôi mới live stream với các bạn là chủ đề là dạy con thì dạy như thế nào đây, và con học thì nó cũng học như thế nào đây, để mà chúng ta dạy được một đứa trẻ thì quá nhiều cha mẹ không thành công rồi. Và bây giờ sẽ vào chủ đề chính của chương trình tối ngày hôm nay, đột bước. Bạn đột bước bạn hỏi để làm gì, tôi cũng không hiểu dạy con để làm gì hả. Trong này có một bạn chắc là trẻ thôi, bạn hỏi để làm gì, nói rõ cho tôi với, bạn hỏi tôi là để làm gì, vì cái gì đấy nhá. Xe để làm gì à, hay xem để làm gì, mà không để làm gì nữa thì mời đi ra ngoài thôi. Đi làm chuyện có ý nghĩa đi em nhá. Tôi đang chia sẻ với những người cha mẹ, và bây giờ người nào là nhóm số 1, ai đang là nạn nhân của nhóm số 1 là không dạy được con, bế tắc trong việc dạy con, hoặc ai đã từng thấy có nhóm này, bạn mạnh dạn xác thực là có cái nhóm là không dạy được con đấy, con họ trở thành cá thể không dạy được, thì bạn comment vào đây có cái nhóm đấy không. Ai là cái người mà thấy có cái nhóm không dạy được con ấy thì comment vào đây là thấy có cái nhóm không dạy được con, tức là cái nhóm này cha mẹ trở thành cha mẹ thất bại nha. Vậy thì cái nhóm số 1 là cái nhóm mà không dạy được con này, thì câu hỏi đặt ra bạn trả lời nhé. Vậy thì bạn trả lời câu hỏi của tôi, vậy thì con họ cái đứa trẻ này đẻ ra nó là loại quái đản không dạy được, vô phúc thế đẻ ra cái thằng không dạy được, hay là nó cũng đúng như cái từ mà bố nó chửi nó, mẹ nó chửi nó là thằng mất dạy. Đó. Nên nó sẽ xảy ra hai tình huống, những cha mẹ không thành công, những đứa con nghiệp chướng đấy, nó đi vay lãi rồi nó đánh bố đánh mẹ, giết cả bố mẹ đấy, rồi nó phá gia chi tử, nó không thành công. Hoặc là đây con bé này chậm mọc răng, chậm phát triển này, chậm nói này, chậm phát triển trí tuệ này, thiếu cân này, thì tôi cảnh báo những cha mẹ đấy cũng là những cha mẹ không thành công đấy, những cha mẹ để con ốm đau bệnh tật suốt ngày đấy cũng là những cha mẹ không thành công đấy. Thế còn bây giờ lớn lên rồi ạ, đấy, phá gia chi tử, họ là những cha mẹ thất bại rồi, có thể nó còn phá mạng nó chết trước sau khi để lại đống nợ. Tôi có chứng kiến rất nhiều cái gia đình ấy là các con chết sạch, còn lại lóp ngóp được đứa, bố mẹ chết sọc gầy quá mà họ rất giàu. Thế thì câu hỏi đặt ra các bạn trả lời tôi đi, là nó là cái loại mất dạy không dạy được, hay là bố mẹ nó không biết dạy. Nên bây giờ nhìn thẳng một vấn đề nhé, những cái cha mẹ mà không dạy được con ấy, họ thất bại trong việc dạy con ấy. Con họ trở thành thảm họa của hôn nhân của họ ấy. Thì đây là những đứa trẻ này mất dạy không dạy được, của nợ đời nó xuống không dạy được, hay là bố mẹ nó không biết cách dạy. Đấy, thì chúng ta trả lời cho tôi với, tôi đang cần câu trả lời của các bạn. Bạn Ngân Ngô bạn bảo là ba mẹ nó có dạy đâu mà nó không mất dạy hả thầy. Đúng rồi. Phạm Phương Oanh bảo dạy con khó dạy, nhưng còn khó nữa trong việc bất đồng quan điểm giữa các thế hệ. Hôm trước tôi cũng hỏi đấy, có thím nào rơi vào cái tình trạng là có chồng hẳn nói, môn đăng hộ đối hẳn nói, cưới tiệc to lắm đùng hẳn nói mà chưa ly hôn, mà bây giờ đang rơi vào cái tình cảnh nuôi dạy con như mẹ đơn thân không?
thì rất nhiều thím tím nói là còn nhục hơn đơn thân. Đơn thân thì nó còn tự do quyết trong cái việc là nuôi dạy con, nhưng mà đây nó không đơn thân, nó có bố hẳn hoi, nhưng bố nó lại ngáng đường và bất đồng trong việc nuôi dạy con cơ. Đấy, tức là họ cô đơn trong việc dạy con. Tôi chỉ hỏi là có vẻ như là đơn thân trong việc nuôi dạy con cái không, thì các mẹ nói là có em đây còn hơn cả đơn thân, cô độc trong cái việc nuôi dạy con. Đấy, thế thì là ok, bạn Trần Dũng nói là chắc là dạy không đúng cách. Được rồi nhá. Thế thì nó cái việc ấy nó sẽ xảy ra vấn đề là gì? Thứ nhất là không dạy được con, nhưng mình giờ không rõ là nguyên nhân là nó là cái loại không thể dạy được, những ngu quá hay láo quá, hay là bố mẹ không biết dạy, hay là ai đó dạy hộ mất rồi, nhưng mà sau này mới dạy lại không thành công. Thì những người, những đứa con không dạy được ấy, thì có nghĩa là không ai là cái người mà không dạy con cả. Thì có thể rút ra là gì ạ? Tôi xem luôn, bạn có một bạn giáo viên, bạn ấy nói là bạn nghĩ rằng là em là giáo viên, em đi dạy gặp rất nhiều trường hợp học sinh khó dạy, bố mẹ không dạy con, bỏ bê con cái. Khi đến trường một câu chăm sự nhờ cô, hai câu tất cả nhờ cô. Em thiết nghĩ bố mẹ không dạy được thì bảo sao cô dạy? Đó là sự thất bại của cha mẹ. Ok là. Thế thì nhóm này, bạn comment giùm tôi. Cái nhóm này ấy, nó sẽ xuất hiện ở dưới dạng một là dạy mà không học. Đấy. Dạy mà nó không học. Cô dạy nó cũng ngồi nó chơi điện tử, cô dạy nó ngồi nó vẽ rồi trốn giờ. Bố nó dạy nó biết rồi, nó nhậu. Đấy, nó lêu lổng. Thế này, nó sẽ có ai thấy là có cái nhóm mà nó dạy mà nó không học. Dạy mà nó không học không? Đấy. Ai là người bảo em cũng rất là bỏ công, em cố gắng nhã nhặn, em kiềm chế rồi em cũng nói với cháu hết rồi, nói rằng rồi nói ngọt rồi đã. Dạy rồi em cũng nhờ đúng rồi, chuyên gia tư vấn về tâm lý đấy. Thế nhưng mà nó không học. Thì các bạn xác nhận là có cái nhóm mà dạy mà nó không học không? Thì các bạn comment cho tôi nha. Bạn comment đi, dạy mà nó không học. Đấy, rồi. Dạy mà nó không học. Con em thiếu cân trầm trọng. Đấy, thế thì tôi mới tặng cái chương trình khám phá bí mật giai đoạn cửa sổ vàng đi. Chứ đừng có hỏi tôi là bắt đầu lát nữa thì sẽ có những người inbox trong vào trang cá nhân của tôi để hỏi là em chào thầy, có người thì cái gì nhắn được câu em chào thầy, nhắn câu để làm gì, có người còn hello, có người vẫy tay dở. Chơi với bọn tôi đừng có làm cái trò mèo ấy, đã đi đúng không, hỏi dài dằng dặc cũng còn không trả lời nữa, còn hello em chào thầy đúng không? Thế thì là hỏi dài dằng dặc tại sao không trả lời, bởi vì tất cả những cái đấy nó trong lớp học. Đấy, nên là thầy có cách gì giúp em không, tôi bảo giúp được, nhưng mà việc đầu tiên là học. Đấy, thế nên là lại không học. Nên là hôm rồi có mẹ, thầy ơi em đang chuẩn bị mổ đẻ, em theo dõi thầy rất lâu rồi, bây giờ em hỏi như này 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 tôi không trả lời, thì tôi chẳng nhẽ tôi lại trả lời, vậy thì theo dõi tiếp, tôi tặng những khóa free như thế không học. Thế lúc gặp vấn đề lại hỏi, đừng có nhắn inbox, nghe chưa? Đấy, nếu mà cần trợ giúp thì tôi có cả một công ty để trợ giúp các bạn. Đấy, nên tôi không lên đây để bán hàng online hay là tư vấn cá nhân. Nên tôi xin lỗi mất 1 phút rưỡi để nói về cái việc này thì còn hơn là bực suốt ngày mở ra cáu lắm. Đúng không? Em theo dõi thầy từ rất lâu rồi. Theo dõi từ rất lâu thì để làm gì? Bây giờ theo dõi tiếp. À, hỏi không khỏi. Tôi cung cấp giải pháp qua các lớp học. Thế tại sao tôi lại còn tư vấn cho từng người về cái giải pháp trong lớp học cho cả một cộng đồng toàn thế giới học được? Nên là hãy tha cho tôi để tôi còn nghiên cứu. Tôi còn đang nghiên cứu ấy, là người châu Âu bên này rất đẹp nhưng cháy họ nhiều lắm, cháy giận nhiều lắm. Thật đấy. Và còn ghẻ nữa. Và đặc biệt là Tây dị ứng dã man hơn Việt Nam, và tôi biết tại sao. Đấy, nên là lắm tôi buồn bực, tôi bảo thôi hay là tôi buông các bạn. Tôi đi sang bên này, tôi làm cho Tây. Và thực sự là tôi cũng đang triển khai rất là nhiều dự án. Và cuối tháng 8 thì sẽ có một lô các cái sản phẩm để chữa nứt đầu ti cho các mẹ, rồi dạn ra bụng, rồi bụng béo mỡ béo mầm cho các mẹ, rồi con các mẹ bị hăm tã rồi đỏ như chuột lột đó. Đấy thì là các cái sản phẩm đó từ châu Âu về, nó sẽ về khoảng hơn chục tấn. Đấy, thì tôi cũng mong là nó kết nối được đến các bạn. Và những cái người được ưu tiên dùng, những cái người được đi cao được giảm giá mềm nhất đấy, đấy chính là những cái người cửa sổ vàng. Mà muốn trở thành người cửa sổ vàng thì phải học cái lớp cơ bản. Nhưng còn không học mà cứ bảo em theo dõi thầy từ lâu rồi, theo dõi thầy từ lâu rồi mà lại hỏi những lớp trong cấp cơ bản lại còn lâu mà thầy trả lời không có, thừa hơi nhá. Thế thì là tôi yêu tất cả các bạn, nhưng mà tôi không phải hóa thân để trả lời cho từng người, để các bạn dài dòng một chút nhưng các bạn hiểu ý của tôi. Và quay trở lại chương trình,
Một là cái nhóm này là gì? Dạy mà nó không học. Ai đúng rồi, các bạn comment rồi đấy. Dạy mà nó không học cho, dạy mà nó không học, đúng rồi. Có không? Các bạn có gặp này không? Nhiều cháy lắm, thành ngoài đợt tới cho các mẹ sẽ sang đây. Vâng, cũng ớ là sẽ lấy cháy. Thì châu Âu cổ nhiều cháy hơn. Và bây giờ cháy giận vẫn còn nhá. Tóc họ dày, trời lại lạnh, đôi khi ngại tắm, ngày xưa còn cũng râu với kiểu tóc này để cả tuần không gội, nên là nhiều cháy lắm, và họ đi dùng các phương tiện công cộng nhiều. Nhà cũng kín. Thế thì nhóm đầu tiên là dạy mà không học. Đấy. Dương Quỳnh Duyên ơi, làm thế nào được tặng lớp học free à? Lát nữa tôi dừng livestream, nó có cái đường link ở trên đấy, em cứ sờ tay vào đấy, em bấm vào đấy, em điền các thông tin, thế là em được học. Thế thì là các bạn thấy là nhóm đầu tiên là dạy mà không học. Rồi, thế bây giờ lại còn một cái nhóm thứ hai. Nhóm thứ hai mới khủng khiếp về bản chất ấy. Thì các bạn muốn tôi muốn các bạn comment vào này. Bản chất sự thật ấy là hầu con cái chúng ta ấy, nha, nếu nó không bị đau, nó không bị đơ, nó không bị bại não, nó không bị nghi ngờ đơ ấy, hỏng não ấy, thì tất cả 100% các trẻ em là thích học hơn là ăn, thích học hơn là chơi, nhưng chúng ta không biết, nên là lỗi này thuộc về bố mẹ. Các bạn nghĩ đi, lỗi là gì? Chính là bạn tưởng nha, bạn dính là gì? Dạy mà nó không học, vì có vẻ là bạn không biết cách dạy, bạn dạy không đúng, bạn dạy sai. Bạn đâu có phải nhà sư phạm. Nhà sư phạm dạy người lớn đã khó rồi, còn dạy trẻ con còn khó hơn là dạy người lớn nhiều. Thế nên là cái nhóm số 2 ấy, là tôi khẳng định là học mà không dạy. Nào các bạn comment đi, sự thật là học mà không dạy. Học mà không dạy. Đấy, suy nghĩ về cái câu này nha. Comment rồi để nghĩ, có thật là nó học mà không dạy không? Đấy. Mà lỗi làm đầu, lỗi bảo là nó không biết gì. Nỗi là nó không biết gì. Điêu thế. Nó mới có 6 tháng. Học trò của tôi ấy, áp dụng chương trình BBS, nó mới 6 tháng và clap the hand. Open the mouth. Đấy. Nên là đây là mới có 6 tháng. Đấy. Mai thử xem, đứa trẻ 7-8 tháng hỏi: ông đâu? Thì chỉ đúng không? Con mèo đâu? Thế sao lại không chỉ con mèo là ông? Đúng không? Đấy. Thế là chả biết là gì. Thế nên là nó học nhưng mà chúng ta không dạy. Đấy. Còn nhóm số 3. Đấy. Nó học mà chúng ta không dạy. Vì chúng ta không biết là nó học như thế nào. Nên là phần 2 tôi sẽ bàn về cái sự học của con. Có hôm nay có hai phần. Phần 1 tôi bàn về cái sự dạy của tất cả những người đang muốn dạy trẻ con. Và đặc biệt chương trình này là những người mà thành cha mẹ không thành công, cha mẹ thất bại, là chỉ có hối tiếc chứ còn chả giúp được cái gì nữa đâu. Con bạn thành bản lỗi thì tôi chịu nha. Tôi đang nói cho những người mà không đi vào gương mù, gương xấu, không đi vào vết xe đổ của cha mẹ. Những bạn gái đấy, cha mẹ bạn không dạy được thằng em đấy, đúng không? Đấy, những bạn gái đấy, cha mẹ bạn không dạy được anh lớn đấy, phá gia chi tử đấy, đúng không? Hoặc là bất hạnh không thành công đấy. Thì các bạn học đi cho tôi nhờ. Thế còn một loại thứ ba thì nó lại thấy là gì? Có những cái mình không dạy mà nó lại học. Các bạn comment đi. Đấy, mình không dạy mà nó lại học. Nó biết đúng. Cả nhà mình không ai nói tục. Các bạn comment là không ai nói tục cả, mà về nhà nó lại nói tục. Và nhà em thì không bao giờ bạo lực với con, không bao giờ đánh con nặng lời, hay là đánh con đánh trọng. Thế mà đến lúc này nó lại đánh cả em, hoặc là nó đánh chị hoặc đánh em bé. Thế mà đến lúc nó đánh bạn thầy ạ. Thế là những cái thứ này là lạ nhỉ. Rõ ràng mình không dạy nó nói tục mà nó lại nói tục. Đấy. Thì rồi mình không dạy nó đánh nhau mà nó lại đánh nhau. Thì có rất nhiều cái là mình không dạy mà nó học. Vậy thì vấn đề nằm ở đâu trong cái việc là gì? Dạy con. Yeah. Và cái việc là muốn nó học như nào? Thế hôm nay có hai chủ đề chính. Nhưng mà gì? Vậy số 1 tôi đề cập đến. Đây là sự thật, các bạn nên comment. 1. Hãy khẳng định là nhân chi sơ tính bản thiện. Các cụ nói không phải tôi. Nhân chi sơ tính bản thiện, tức con người sinh ra là thiện. Điều tuyệt vời nhất là Thượng Đế tạo ra cái bản con người ấy, là nhân chi sơ tính bản thiện nha. Đấy. Thế mà tại sao nó lại mất dạy? Tại vì không dạy, chỉ đúng cái tên là mất dạy thật rồi. Đấy.
tại sao nó đầu gấu đại ca, tại sao nó nghiện hút, tại sao nó đi đường con đường lầm lạc, tại sao nó đi tù, đúng không? Tôi đến trại giam nhiều lần rồi, tôi đến những trại giam rất là lớn để tôi huấn thiện về giáo dục hành vi cho các quản giáo. Thế nên là gì? Thì những con người thánh thiện như vậy mà thế nào lại lầm lạc như thế? Khẳng định một điều các bạn, comment đi, hãy nhớ rằng hãy nhìn con bạn ấy, nhân chi sơ tính bản thiện, tất cả đề ra là đều có sẵn tố chất để thiện. Tại sao lại thành kẻ dữ kẻ ác thế này? Thì nó liên quan đến vấn đề số 2 các em comment là gì? Nó liên quan đến sự dạy. Vấn đề chủ đề chính của ngày hôm nay đó là sự dạy. Không ai là không muốn dạy con cả. Nhưng mà chúng ta thất bại trong việc dạy, bởi vì chúng ta không hiểu cái nguyên lý của sự dạy. Thì tôi đã nói rất nhiều trong chương trình của tôi rồi, nên hôm nay tôi chỉ đề cập cái sự dạy. Nào các bạn comment đi, sự dạy. Ở cái sự dạy này tôi đề cập đến 4 vấn đề, 4 kiểu dạy. Yeah. Nào, sự dạy. Sự dạy nó có 4 kiểu. Một, các bạn comment đi, kiểu 1 của sự dạy ấy, đó là những người cha mẹ biết chỉ dạy con. Chỉ dạy, chỉ trong từ chỉ dẫn, dạy, dạy dỗ, cách chỉ dẫn cho con. Chúng ta sẽ chỉ cho con như thế nào? Chúng ta chỉ cho con là chỉ dạy bằng gì ạ? Các bạn comment đi. Chỉ dạy bằng lời nói cộng với việc làm. Cái mồm chúng ta nói, miệng nói, tay làm, tai lắng nghe, đúng không? Mắt quan sát con. Thế nên là cái việc chỉ dạy đầu tiên là cần các bạn phải gì, biết quan sát con, đúng không? Miệng bạn phải nói và tay bạn làm mẫu. Như là miệng nói tay làm thì đây gọi là chỉ dạy. Bạn có làm được không? Có nói đấy. Đừng có ngu thế, ngu vừa thôi. Ngã bây giờ, ngã bây giờ. Trời ơi, vỡ bây giờ, vỡ bây giờ, đổ bây giờ. Đấy có phải là chỉ dạy không? Không phải chỉ dạy. Bà biết đấy, Harry là sau 2 tuổi đã biết đi giày lấy rồi. Và lần đầu tiên bạn ấy đi giày lấy mất 7 phút. Lần thứ hai ăn ở nhà hàng của người Nhật. Và bác người Nhật này, bác ấy rất là yêu Harry. Bác ấy tặng thêm quà cho Harry đem về. Mà người Nhật rất bận rộn, mà ông chủ nhà hàng đấy, ông ấy đứng xem chúng tôi đợi Harry mất 5 phút để đi giày. Và đánh giá là hôm nay con tiến bộ hơn, con làm nhanh hơn được 2 phút. Và bác ấy nói là ta sang Việt Nam lâu rồi, ta mở nhà hàng ở đây rồi, lần đầu tiên ta thấy một gia đình Việt Nam dạy con gần giống kiểu người Nhật. Đấy, hay không? Nên là gì? Cái giá trị việc chỉ dạy bằng lời nói, việc làm. Đấy. Và những người cha mẹ học cửa sổ vàng của tôi rồi thì họ còn lên được một bậc. Nên là tất cả những cha mẹ mà không đủ lời để nói với con nha, không áp dụng triệt để cái lời nói và việc làm thì chắc chắn sẽ là cha mẹ thất bại. Thế là loại thứ hai là cái nhóm mà các bố mẹ thành công, bởi vì họ là đối tượng của cửa sổ vàng của chúng tôi. Họ là cái đối tượng mà học xong họ ra rất đau lòng, vì họ đi đâu họ cũng thấy là cái alo của các bố mẹ, ông bà, những người xung quanh con trẻ nói sai với con trẻ và làm gương mù, gương xấu. Và lúc đầu là tôi phải dạy các bạn ấy thiền, và tôi phải nói trước tất cả học viên học cửa sổ vàng chuyên sâu của tôi, thì tôi đều phải nói trước là việc đầu tiên là các em phải thiền. Việc đầu tiên là tôi nói là các em sẽ rất khổ tâm, bởi vì các em thấy người ta dạy sai, thấy em gái mình dạy sai, thấy chồng mình dạy sai, bạn chán luôn cả chồng bạn, thậm chí bạn khinh luôn, và bạn rất đau khổ khi đâu đâu người ta cũng dạy sai con của họ. Nên là lúc đầu bạn không kiềm chế được, bạn nói, và có rất nhiều người xông vào các nhóm để nói, và thế là bị ném đá. Ở trên cuộc đời này chẳng ai thích người khác dạy họ cả. Ngay cả như chúng tôi này, được mời để đi nói, đi talk mà người ta trả phí rất cao đó. Mà đôi khi khuyên nhủ bạn, bạn cũng chẳng muốn nghe nữa mà. Nhiều anh vẫn thả đầu đỏ mà, bởi chém rõ. Hôm nọ con trai là chẳng qua con ông ngoan, hôm nay con ông ngoan ấy, mẹ cha mẹ sinh con trời sinh tính, ông ngồi đấy chém. Đấy, nó nguy hiểm không? Nhóm số 2 là nhóm mà các cha mẹ thành công hơn cả cái nhóm biết lời nói việc làm. Đó là nhóm
chỉ huấn, các bạn comment chỉ huấn, huấn trong từ huấn luyện. Nhóm cha mẹ này trở thành coach, họ coaching con họ. Và họ lớp cửa sổ bằng chuyên sâu là tôi dạy họ những kỹ năng này. Và những người cha mẹ lớn thì các bạn vẫn đăng ký cái khóa khám phá bí mật cửa sổ vàng của tôi tặng free mà. Bỏ 2 giờ ra học đi. Và tôi khuyên những người mà đang nghĩ ở trong đầu là ôi 2 giờ là mình không có đủ thời gian để học, thì đừng thở ra đây, đừng thở ra đây. Người ta coi thường bạn lắm, người ta khinh bạn lắm. Chúng ta có quá nhiều thời gian để lướt ở đây. Có thật bạn bận rộn đến như thế không? Lên mạng hỏi, ôi, chia sẻ cho mình với, inbox chia sẻ mình với, mình không có nhiều thời gian để học. Không có nhiều thời gian để học, đi ra số khác. Có quá nhiều thời gian đấy. Thế nên là gì? Họ cốt cho con cái họ. Đấy. Nhưng nhóm 1 là nhóm chỉ dạy, nhóm 2 cao cấp hơn là nhóm chỉ huấn. Đấy. Và còn một nhóm nữa là gì? Già rồi, thành lão bà đấy, thành ông, thành bà, thành Phật gia trong nhà ấy. Thì không thể nào áp dụng lời nói việc làm được nữa. Tại vì bây giờ mà nói là bảo ông làm đi, bà làm đi thì không làm được. Đấy, nhóm này ngồi ăn trầu bỏ biển. Thì nhóm này gọi là chỉ bảo cho con cháu nó làm. Đấy, ngồi chỉ bảo. Thế nên là tôi và Thọ cũng chính là dạng chỉ bảo. Nhưng mà nhóm chỉ bảo này đấy, mà nếu bạn được nghe lời huấn từ những người đức độ, từ những người có phúc đức thì tuyệt vời. Thế nhưng mà lại nghe lời nhố nhăng chỉ bảo của những người mà không có kinh nghiệm gì đấy, rồi còn ở đâu này mới cẩn thận đấy, hôm nọ làm bên có đứa thế xong co giật đấy, về giã mấy cái lá này nhai cái lá kia đắp vào đấy là uống cái này đấy, lấy cục đất này rồi lấy tí gì đấy, đấy là u ớ là chết đấy nhé, đừng có dại dột. Thế còn nhóm số 4, đây nhóm này mới khủng này, các bạn comment bằng chữ in hoa nói cho tôi. Nhóm số 4 là cái nhóm trì chiết. Đấy, bạn comment đi, nhóm này là nhóm dã man nhất, nhóm trì chiết con cái. Tôi hỏi thật, bao nhiêu người đang xem livestream của tôi đã từng bị chính những người thân yêu của mình là cha mẹ mình trì chiết mình. Đến bây giờ vẫn chì chiết, loại mày cơm đổ chó ăn, loại mày sách dép cho con chị đấy, đi chú ạ, đi họp cho con chị thì nở mày nở mặt, đi họp cho các thằng em thì không còn chỗ mà chui xuống đất. Cái loại mày nay mai ấy, đúng không? Thì đi cặp cứt trâu, loại mày nay mai đi phù hồ, loại này ấy, thì nay mai cháo chẳng có mà hút. Đấy. Cái loại này mà về nhà người ta chửi vào mặt bố mẹ mày ấy. Đấy, à, còn bảo ỉa vào mặt bố mẹ mày lấy đi làm dâu đấy. Đây là nhóm chỉ chiết. Thím nào đã từng bị chỉ chiết, ai đã từng bị giáo dục bởi bị sự chỉ chiết và đến bây giờ vẫn đang bị chỉ chiết đây thì lên tiếng, đúng không? Nhóm dã man, ai đã từng bị chỉ chiết rồi, rồi nhóm này dài lắm, thôi bây giờ phải comment đủ cho đủ, chưa đủ chỉ chiết mới có một tội mũi nhé. Bạn comment đi, chỉ chiết phải mắng, phải nhiếc mỏ, có nhiếc không? Mắng nhiếc, vui dập, rồi là kể lể bêu dếu lên mạng Facebook, bêu dếu con, trời ơi là rồi, con cái thì eo eo ọt ỉ ôi, thằng chồng thì suốt ngày cắm mặt vào mà game, chồng ơi là chồng, con ơi là con, nhiều lúc mà muốn phát điên đấy, đấy là gọi, đấy là cái loại con lên để bêu dếu con cái, nói xấu con cái. Tôi nói rồi mà, nhân chi xưa tính bản thiện, thiên thần rơi vào nhà mình. Nhìn xem những người đi từ rũ, đi Singapore kìa, đi hết đền này miếu nọ chưa có con đây này, thế mà bây giờ con cái nó rơi xuống nhà mình mà lên mạng để bêu dếu nó. Gặp ai bé hỏi cháu ăn ăn thì khổ lắm, ôi dứa lắm, đặt tên con là dứa, những dứa thối, đặt tên con là cục cứt thối đấy. Thế sao lại có cái loại cha mẹ dìm hang thế chứ, dìm hàng con thế chứ, à, đấy dạy đấy, cái sự dạy bây giờ ăn chó thì có cái kiểu dạy bằng chì chiết, bằng mắng nhiếc mỏ, bằng sự khó chịu, bằng áp lực ra vẻ ta đây đang dạy con, nhưng mà dạy làm sao mà một đứa bé nước mắt ròng ròng, dạy làm sao mà ức này,
dạy làm sao mà ăn cơm nghẹn rồi nôn phọt ra mũi. Đấy, dạy thế kinh không? Dạy gì mà ăn cơm cũng khóc, đi học cũng khóc, đón về cũng khóc, chơi cũng khóc, mà chả có cái trò gì cũng trêu cho nó khóc. Dạy gì? Tôi không hiểu nữa. Đấy cái sự dạy đấy. Đúng không? Cái sự dạy. Ai là người thuộc cái đối tượng chúng ta đã từng bị dạy như vậy? Lên tiếng. Bạn can đảm lên tiếng thì tôi sẽ cứu bạn trước. Và tôi đang làm nỗ lực thì tôi sẽ cứu cái nhóm này. Và tôi cứu được một nhóm rồi đấy. Tôi cứu được một số, một cơ số rồi đấy. Tôi đổi đời đến nơi rồi. Đúng không? Tôi đổi đời cho những mẹ đấy. Có những mẹ đi làm ở những tập đoàn lớn đấy, những tập đoàn lớn đấy, kể cả như Viettel đấy, rồi làm bác sĩ trong bệnh viện đấy, làm cô giáo đấy, rồi có những người mẹ trẻ là ở những là người thiểu số đấy, ở những vùng sâu vùng xa đấy, mà tôi đang đổi đời cho họ đấy. Tôi cho họ tiếp cận được đến với thế giới, tôi cho họ tiếp cận được với tri thức của loài người văn minh và những cách thức văn minh, và nói thật ra là tôi đang giúp họ kiếm tiền, tôi giúp họ đó. Tôi dạy rất nhiều học trò nam thành công. Mà năm nay tôi cáu, tôi dạy một món nữ thành công xem sao. Tôi đang huấn luyện cho hơn 30 mẹ. Đấy, mở trái tim ra các em ạ. Các bạn bị dạy sai rồi. Ai là người là nạn nhân của sự chì chiết, của bằng cái lối dạy bằng chì chiết, mắng nhiếc mỏ, bêu réo, dìm hàng, thì lên tiếng, can đảm lên. Tôi phải cứu các bạn. Nhưng mà gì, nếu các bạn mà đã bị dạy như thế, các bạn chia sẻ live stream tiếp nhé. Không có xem hay có quên mất phải chia sẻ live stream. Những đặc biệt những người mới đấy, chia sẻ live stream, bấm vào cái đường link học lớp của Soàng cơ bản. Đấy. Thế nên là gì? Chúng tôi đang chuẩn bị. Đấy. Chúng tôi đang chuẩn bị trên nền tảng công nghệ hết. Thế nên là cái sự dạy có vẻ như là ai dám can đảm, là có vẻ như chúng ta đã phạm lỗi trong cái việc dạy con rồi. Bạn đạt được mục đích của bạn chứ? Mục đích của bạn là gấp quần áo, nhưng mà con bạn gấp trong vùng vằng. Bạn đạt được mục đích là nó đi tắm, nhưng mà nó đi trong cảm giác khó chịu. Bạn muốn nó kết thúc bữa ăn sáng nhanh để còn đến trường, nhưng mà nó ăn trong tiếng nấc nghẹn, nó ăn trong cái sự stress, ăn trong nước mắt rơi, thì những thức ăn nó thành chất độc. Tôi không đồng ý. Tôi thấy con trẻ nó thật là thảm hại. Nên là các bạn, cái sự dạy hôm nay chung quy lại này, trong bài học của tôi thì tôi sẽ đề cập đến tất cả các bước dạy con người. Các truyền thống cả Tây lẫn ta chỉ có 2 bước, nhưng cửa sổ vàng là giáo dục 4 bước. Và tôi dạy rất là tỉ mỉ cho các bạn. Thế còn những cái bạn mà con lớn rồi đấy, thành bản lỗi rồi đấy, thành của nợ rồi đấy, thành khó bảo, thành mất dạy rồi đấy, thì học cửa sổ vàng cơ bản tôi tặng free đi. Sau đó bấm vào cái đường link mà học cái lớp nâng cao năng lực giáo dục con. Trong đó tôi dạy cả cách cái thuật đàm phán với một đứa trẻ. Chúng ta thiếu vốn từ để nói với con. Và chốt lại phần 1, tôi muốn các bạn comment ngay ngắn rằng và chia sẻ live stream đi. Tôi muốn các bạn comment ngay ngắn rằng dạy con là bằng lời. Dạy con bằng lời nói. Dạy con phải bằng lời nói. Và hãy xem lời những bạn hãy ghi âm. Nhà nào có điều kiện, hãy cài một cái máy ghi âm nhỏ xíu vào ve áo con. Từ sáng đến chiều, trong vòng 1 tuần. Rồi về bóc những cái băng đó. Chuyển những cái băng đó cho chúng tôi. Tôi tặng tiền cho bạn. Và bạn sẽ khóc là từ sáng đến tối, xem con bạn được nghe bao nhiêu lời ngay lành, hay là toàn nghe những lời mà kinh khủng. Như dạy con bằng lời, các bạn biết không, giàu nghèo là quan điểm, tốt xấu là quan điểm, thế giới này tốt hay xấu là thuộc vào quan điểm của bạn. Và để tôi nói với các bạn biết là gì, bạn ghi đi giá trị của lời ấy, nó tạo ra cái gì cho em bé, cho cái công dân sau này là đứa con mà mình đang muốn dạy ấy. Thì các bạn comment đi. Lời nói tạo ra quan điểm. Comment đi. Lời nói tạo ra quan điểm sống. Lời nói tạo ra quan điểm sống. Lời nói tạo ra thái độ sống.
hãy nhớ là lời nói, bạn ghi đi, ghi nhớ lời nói. Một là lời nói tạo ra quan điểm sống, đây là ba cái ghi nhớ. Hai là lời nói tạo nên thái độ sống. Và khi nó ghi vào trong não con bạn, khi não trong vào não, tại vì quy trình là gì? Từ trực quan sinh động tới tư duy trừu tượng. Đấy, là từ trực quan sinh động là từ cái mồm vô phúc của những người mẹ, những người bà thiếu chín chắn, nguyên rủa đánh nghiến con cái. Là từ trực quan sinh động tới tư duy trừu tượng, từ cái alo này nó vào hai cái lỗ nhĩ này. Đấy, thì những lời nói đó, nó tạo ở bên trong đầu con là quan điểm sống, là thái độ sống. Và số 3 là nó tạo ra lương tri con người. Bạn muốn con bạn là người có lương tâm không? Cái gì tạo ra lương tâm con bạn? Bạn đọc chuyện, câu chuyện ly kỳ của Buratino chưa? Buratino là con rối bằng gỗ, nó cử động được nhưng nó không có lương tâm, nên là nó phải mượn cái tiếng con dế làm lương tâm. Và ngày nay có rất nhiều người lớn là không còn tiếng con dế lương tâm nữa, tiếng lòng, tiếng lương tâm. Vâng, nó là tiếng lương tâm, là tiếng lương tri con người, là tiếng mệnh lệnh là ngủ với mẹ nó phải cưới, phải chịu trách nhiệm là tiếng, hay là bỏ mẹ nó đi phắn thôi là tiếng, đập vào thằng chó kia phát mõm, vỡ mõm là tiếng. Đấy, thế nên là gì? Bạn hiểu giá trị của cái lời nói chưa? Nên tôi xin lỗi là gì? Tôi cáu, tôi nói được lời 2 tiếng, tôi sẽ đọc lời 200 tiếng. Nhưng mà gì? Tôi cáu là vì ghi âm xem từ sáng đến tối con bạn nó nghe được những cái tiếng gì nhé? Nghe được những tiếng gì? Mệnh thức trong đầu chúng ta, mệnh lệnh để chúng ta hành động là little voice, là tiếng nói nhỏ ở trong đầu. Tôi mới kêu gọi, tôi kêu gọi các bạn, đó là gì? Thế còn đấy là gì? Cái phần 1 là dạy con. Phần 2 là bản chất của sự học. Bản chất của sự học ấy là children say, children do. Bản chất của sự học ấy là modeling. Modeling, modeling tức là mẫu. Cha mẹ phải là mẫu, là khuôn mẫu cho con. Nhưng mà cha mẹ làm gương mù, gương xấu, đâu là khuôn vàng thước ngọc. Là từ lúc con bạn đẻ ra cho đến lúc nó có tiếng lương tâm, từ lúc bạn đẻ ra con cho đến lúc nó qua 6 tuổi như Harry, là nó có trí khôn rồi. Thì các bạn thử xem là bạn chỉ dạy cho con bạn được bao nhiêu khuôn mẫu tốt đẹp, bao nhiêu cách thức tốt đẹp ở trong cuộc đời. Hay là hàng ngày nó chỉ nhìn thấy cách bố chấm bố ngạt, cách bố với bác ngồi cạch rồi nốc rượu. Đấy, nó bị thiếu cách thức tốt đẹp của cuộc đời. Đấy, có những người cha là gì, vừa ôm con xong vừa là chơi game đổ máu, bắn nhau té máu. Đấy, nghĩ là thằng con không biết gì, vẫn cứ ngồi cầm bú giả xem, rồi tay cứ chồm chồm vào bàn phím, mẹ còn chụp ảnh lên để khoe, xong mọi người còn comment ớ kháu quá, kháu nay mai cũng thành game thủ nhé. Thế rồi có những người cha là gì, khoanh chân chiếu bạc đánh bạc suốt ngày. Có những làng đánh bạc cả làng, cả những bà già tóc bạc đánh bạc cả làng, đánh bạc ăn tiền. Đấy, thì chúng ta thử xem em, bạn sờ gáy bạn ấy, tối nay vắt tay lên trán xem từ bé bạn có khuôn mẫu của người giàu không. Bạn đã nhìn thấy bố bạn tha một cục tiền to về nhà bao giờ chưa? Hay là thời nay ấy, nếu mà bạn cũng không có bao giờ nhìn thấy tinh một cái tài khoản nhảy cả dãy vào đây ấy, thì lấy đâu con bạn có khuôn mẫu giàu. Bạn biết thế nào là marketing, đúng không? Nên bạn chỉ có những khuôn mẫu cũ rích, như là người Việt Nam qua Tây, qua nước ngoài cũng vậy, chỉ làm nail móng tay này. Đấy, rồi thì là nấu ăn, làm quán. Các bạn chia sẻ live stream nhé, chia sẻ rồi học lớp cơ bản nhé. Thì tại vì trong khi mà nhận quà đấy là phải chụp cái hình mà bạn đã chia sẻ, những trang bạn đã chia sẻ, những bài. Thế thì các bạn thử xem, đi sang nước ngoài cũng chỉ biết làm được mấy cái việc ấy thôi. Đấy, thì cũng chỉ mở quán, cũng chỉ đi làm bếp, cũng chỉ đi làm thuê. Chúng cứ không có khuôn mẫu để làm giàu. Đấy, tại vì là bản chất là modeling, tức là bắt chước. Nên là bạn trai mà biểm mẹ nó, thì nay mai con bạn cũng biểm vợ nó. Thế thôi. Chia ra chia ra đâu.
Nên bản chất của việc học là bằng mắt, mà nó lại vào vô thức. Trẻ con nó có một cái giai đoạn vô thức. Trước 2 tuổi là con trẻ học bằng vô thức. Nên là bạn nói với nó tiếng Việt thì nó nói tiếng Việt. Nhưng mà bạn nói nó tiếng Việt Nghệ An thì nó nói Nghệ An. Đó. Nhưng mà nói Huế thì nó sẽ nói Huế. Đó. Bạn nói ba vi con bo vang thì nói ba vi con bo vang. Bạn thôi rồi không có đâu. Chả nói à. Dạo hoài à. Miền Tây thì nó nói miền Tây. Nó Sài Gòn thì nó Sài Gòn thôi. Thế nên là và đấy trẻ con Việt Nam nhưng mà ở nước ngoài, nhưng mà các thiên thần đấy, bạn quay, tôi quay cho bạn xem, nó nói đa ngôn ngữ. Thế nên là nó có một cái cửa sổ là trước 2 năm đầu đời là con trẻ vô thức. Nên các bạn không chú trọng vào việc dạy đó. Các bạn giao cho những người phẩm cấp thấp về đạo đức, các bạn giao cho những người phẩm cấp thấp về tri thức. Tôi xin lỗi là đây có thể là vấn đề của nhiều quốc gia, trong đó có đất nước chúng ta, không coi trọng tuổi trẻ vì biết nghĩ rằng nó không biết gì. Nên là nhà trẻ ở những vùng nông thôn là những cô mà cắt nồi này, rửa đít cho trẻ bằng chân, rồi bịt mũi trẻ bắt ăn rồi tát bốp bốp. Đấy. Những cô lười học thì mới đi mầm non. Chứ còn chả có cô giáo nào mà học giỏi lại đi học ngành y với ngân hàng cơ. Đấy. Chứ lại không chịu đi học làm mầm non. Thì chúng ta gặp vấn đề là chúng ta coi thường cái tuổi thơ. Và đặc biệt thôi lỗi từ gia đình cha mẹ là chúng ta dành đầu tư thời gian cho con ít quá. Mở lại cho tôi biết. Đầu tư thời gian cho con ít quá, không dành thời gian cho con. Những người cha bây giờ ấy, dành thời gian để nói với con, để chỉ dạy cho con những điều tốt đẹp ấy, trong vòng một giờ ấy, một tuần ấy, không nổi 2 tiếng, không nổi 2 giờ đồng hồ. Đấy. Còn khổ hơn là những cái đứa trẻ mà bị cha mẹ nó tha lôi về để ở quê cho ông bà nội ngoại. Đấy. Thì hàng ngày là gì? Nó nghe người ta nói, rồi nó nghe trên phim ảnh toàn những từ không hay, rồi nó quan sát, nó nhìn toàn những cái cũng dở hơi. Đó. Nên là có hai việc mà tôi đề cập chính ngày hôm nay. Đó là gì ạ? Là trả lại cho tôi nào. Đó là con trẻ, các bạn muốn dạy con đấy, thì phải dạy bằng lời. Bởi vì lời nói tạo nên quan điểm, lời nói tạo nên thái độ sống, quan điểm sống. Đấy, quan điểm bất cần đời đây. Quan điểm phải lừa dối nhau đây. Quan điểm phải đều giả đấy. Quan điểm phải sát phạt đấy. Tất cả là do những lời nói. Những cái sự xúc phạm làm tổn thương. Tôi cũng có một cô em là có hai đứa con, đứa cả là gái, đứa hai là trai. Thì cái đứa cả nó giỏi quá, từ lúc nó đi học mầm non cho đến lúc nó học cấp 3 nó toàn học sinh giỏi. Còn thằng em thì nó chả được học sinh giỏi. Và bố nó bảo nuôi mày tốn cơm đồ chó ăn, đấy mày xách dép cho con chị, rồi loại mày nên mày chả làm gì. Và đến lúc tôi phát hiện ra như thế tôi bảo chết rồi, tôi nói với em tôi là gì, chết rồi, phải đổi ngay. Và tôi bày cho, hôm nay về phải nói với nó khác đi. Và tôi cứu được thằng bé đấy. Vâng, đợt tới cậu ấy cũng sẽ về làm cho công ty cửa sổ hàng của tôi. Đó. Thì tôi muốn nói với các bạn thế này nhé. Hãy nói với trẻ những điều lớn lao, để lớn lên con trở thành người quân tử. Bởi vì suy nghĩ lớn bạn là người quân tử, suy nghĩ nhỏ mọn bạn là kẻ tiểu nhân. Bạn muốn con bạn nay mai lớn lên là người suy nghĩ lớn, thì bây giờ bạn hãy nói với nó những điều lớn lao, để lớn lên con thành người quân tử. Nếu bạn cứ lải nhải nói mãi về những điều nhỏ nhặt, lớn lên con sẽ thành kẻ tiểu nhân. Hãy nói với con về tình yêu, để lớn lên chắc chắn con sẽ thành người đáng mến. Hãy dạy con biết suy nghĩ về danh dự, để lớn lên con trở thành người đáng kính trọng. Hãy dạy con biết khiêm nhường, để lớn lên con trở thành người đáng nể. Hãy nói với con rằng nếu con muốn, con sẽ làm được. Để lớn lên, con bạn sẽ thành công. Bởi mỗi lần nói rằng nếu con muốn, con sẽ làm được, bạn đang trang bị cho con bạn tố chất để thành công. Còn nếu bạn cứ tiếp tục nói mãi rằng con không làm được đâu, vỡ bây giờ, hỏng bây giờ, để đấy cho mẹ, đừng có động vào đó. Nếu bạn cứ tiếp tục dìm hàng con, thì tôi cảnh báo là rất có thể bạn đang dìm một cuộc đời xuống bùn đen thất bại. Bạn hiểu tâm tư của tôi hôm nay không? Và tôi muốn các bạn, tất cả những người mới bấm vào cái đường link vì lớp học này tôi tặng. Tôi muốn tất cả những người mới chia sẻ cái livestream này và hãy tự kiểm điểm lại cái bản thân. Đúng không?
bắt đầu để ý cái mồm chồng, bắt đầu để ý cái mồm vợ, để ý cả mồm bà nội, để ý cả mồm cái cô giúp việc. Thế trích xuất lại camera trong nhà, đặt máy ghi âm lại mà nghe chúng ta đang nói gì vào tai con thế. Đấy, thì đều được học các khóa free này nhé. Các bạn tiếp tục chia sẻ các livestream này nhé, để cho nhiều người được phần quà tặng. Chúng ta đang bị quá tải về phục vụ, chúng ta đang quá tải là không tư vấn được đó. Thế nên là ngày thứ sáu tôi sẽ có cách cho các bạn automatic, các bạn sẽ automatic để đăng ký các khóa học. Vì bây giờ có khoảng 60.000 người đang xếp hàng chờ tư vấn, làm sao mà chúng tôi tư vấn nổi đó. Thế nên là gì, các bạn ấy là gì, cảm ơn là chia, số lượng chia sẻ đang tăng, nhưng các bạn chia sẻ cái livestream này đi. Thế nên là tôi yêu quý các bạn và tôi đang muốn làm một cái chương trình mà tôi cống hiến nhiều hơn nữa cho thế hệ sau. Các bạn hãy để cho chúng tôi được ở bên con cái, bên gia đình các bạn, và chúng tôi sẽ chia sẻ, chúng tôi sẽ phục vụ các bạn rất rất nhiều những sản phẩm tuyệt vời đó. Nên là chia sẻ nhé, và chúc một đêm bình yên. Thank you.